Dạ, xin chào cả nhà thân yêu. Ngày hôm nay đã nhận được quà bên kênh của Tống Trần thì được hai cái áo. Áo này là của bên bên shop của Tống Trần này cả nhà. Thì hai cái áo này của Mạnh Thường Quân giấu tên đã tặng cho Đại Võ hai cái áo mà mình rất là vui. Không biết sao mà hình như là vợ của Tống Trần chọn cho Đại Võ xong mà chơi vừa quá trời luôn, đặt cái vừa mới đẹp ghê luôn đó. Cả nhà thấy đẹp không? Thấy Đại Võ mà rất là đẹp đúng không? Thì cái thứ nhất thì áo vải rất là đẹp luôn. Nếu mà chúng ta mua shop ở shop cái áo đó thì cũng trên 200 ngàn nha cả nhà, trên 200 ngàn. Thì cái vải nó rất là mát và đẹp, cái áo màu tím thì cũng có rất là đẹp luôn. Thì sau thì thứ hai thì Đại Võ cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giấu tên đã tặng hai cái áo rất là đẹp. Cái áo này mà lên like, lên mà trực tiếp lên like thì rất là đẹp, rất là xinh luôn. Thì cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Thứ hai nữa thì Đại Võ cảm ơn Mạnh Thường Quân của Sunny Bunny đã tặng cho Đại Võ là hai ký cá ô 1 ký, một bên chili cần 1 ký, cá chỉ vàng và rất là ngon. Đây là chỉ vàng, hai cái nhà này ngon lắm. Rồi là 1 ký và bên là hậu vũ là 3 ký, bên hậu vũ là 3 ký nè. Thì 1 ký nè, 1 ký là 2 bịch, 1 bịch là nửa ký đó, hay là 4 bịch, 5 bịch, 5 bịch như thế nào là 5 bịch đó, 5 bịch, 5 bịch, 6 bịch, 6 bịch là 3 ký bên bên Thảo Vũ đã tặng cho Đại Võ. Còn ở đây là 1 ký của Sunny Bunny đã tặng cho Đại Võ. Đại Võ cảm ơn Mạnh Thường Quân Sunny Bunny và Mạnh Thường Quân Thảo Vũ rất là nhiều ạ. Thì 3 ký này, 3 ký này Đại Võ chỉ nhận 3 ký, còn 3 ký của Thảo Vũ cho thì Đại Võ sẽ tặng cho ba khán giả. Tặng cho ba khán giả thì khán giả nào khi Đại Võ tặng thì khán giả đó sẽ cảm ơn Thảo Vũ. Thì Đại Võ cũng thay mặt cho tất cả các fan Thiền Am yêu thương đã được Sunny Bunny và Thảo Vũ tặng 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 quà Tết, và cảm ơn Mạnh Thường Quân giấu tên đã tặng cho Đại Võ hai cái áo. Mà mình cảm ơn cảm ơn Mạnh Thường Quân giấu tên và cảm ơn cái người đã chọn cho Đại Võ hai cái áo mặc rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà nhìn Đại Võ mặc cái áo này đẹp không ạ? Quá đẹp, quá xuất sắc đúng không? Đó, quá đẹp luôn. Còn khô, đây là khô khô chỉ vàng bên Tố Tần. Thì nếu mà anh chị nào mà muốn mua khô chỉ vàng rất là ngon nha cả nhà, có nhãn hiệu này, cá chỉ vàng cẩm gia vị nè đó. Đây có cái hiệu quá, cả nhà nhìn không biết ngược không đó, có nhãn hiệu đồ, chúng ta ăn cũng rất là an toàn đó. Thì nếu anh chị, các anh chị nào mà muốn ăn cá khô chỉ vàng thì hãy liên hệ với Tống Trần nha cả nhà. Thì bên kênh Tống Trần thì cũng có bán tôm khô rồi chả cá. Thì chả cá bên Tống Trần vừa rồi Đại Võ cũng có nhận rồi, ăn rất là ngon. Nhưng mà Đại Võ rất là thích chả cá, nhưng mà khi chả cá gửi nó đồ đông lạnh cho nên là gửi xe nó không có ở gần nhà Đại Võ, cho nên không có chọn cá chả cá được, rất là tiếc đó, rất là tiếc. Không biết làm sao mà nhận được cái cá chả cá bên Tống Trần ăn rất là ngon luôn. Thì mà bữa thì rồi cũng muốn nhận là đã đi 7-8 cây số mới ra nó nhận được. Còn cái lần sau á, lần sau cá chả cá bên Tống Trần á được hình như là Mộng Nguyễn tặng hay gì đó, là nó chạy cách nhà Đại Võ 30-40 cây số rồi, cho nên không có nhận được, tiếc lắm. Bây giờ mình muốn muốn mua chả cá bên Tống Trần nhưng mà không có biết cách nào mà mua hết trơn á. Để mình liên hệ sau thử, nếu mà nó đem gần gần thì mình mua cái chả cá bên Tống Thành rất là hàng ngon nha cả nhà. Nó mình có ăn chả cá nè, còn cả chỉ già mình nhận được nè, nó rất là ngon. Thì mời tất cả các quý anh chị em của chúng ta nếu như muốn mua đồ bên Tống Trần, không biết cái áo này hình như là Tống Trần bên Cẩm Tiên nó là một cái là 100 ngàn mà mình thấy rất là rẻ. Cả nhà ơi, nó mát lắm, mát ghê luôn, mà đẹp vừa lắm. Không biết sao mà cái tư dáng của Đại Võ cũng khó chọn đồ nha, mà không biết sao Cẩm Tiên chọn cho cô Đại Võ cái áo mặc quá đẹp luôn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều, cảm ơn vợ chồng Tống Trần rất nhiều nha. Này thôi Đại Võ thì chỉ lên giới thiệu một số mặt hàng bên Tống Trần, và lên cảm ơn tất cả vợ chồng Tống Trần và các bạn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Đại Võ quà Tết và cái áo mặc tôi vui Tết ạ. Đại cô Đại Võ cảm ơn vợ chồng Tống Trần rất là nhiều. Thì đó, đây là cá chỉ vàng cả nhà, ngon lắm, ngon ghê luôn đó. Đây nè, đây là nhãn hiệu như thế này nè.
cả nhà chúng ta hãy vào ủng hộ cho shop của Tuấn Trần nha. Áo đẹp lắm cả nhà ơi, thiệt giải rất là đẹp. Mình nhìn trong like thì mình không có biết là cái giải nó đẹp hay không, nhưng mà thật sự khi nhận đồ rồi mình hết hồn luôn, đẹp đẹp khủng khiếp luôn á, đẹp quá trời luôn đó. Đây là bữa nào để giỏ trang điểm rồi vô ha, xả tóc rồi này kia, để mặc mấy cái áo kia của bên shop Tuấn Trần nữa, nó đẹp thôi, đẹp đẹp tỉ tê luôn á. Rồi để giỏ xin 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 xuống like nha. Để giỏ xin cảm ơn cả nhà thân yêu đã lắng nghe đại giỏ chia sẻ ha. Một lần nữa đại giỏ xin kính chúc tất cả các anh chị em của chúng ta luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.